Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Đại tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là đã xung đột với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết. Theo trang tin RMX, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaluzhny đã công khai xung đột với văn phòng Tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải Tổng tư lệnh Syrsky vì đã từ chối thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Syrsky cho rằng cuộc phản công này là vô ích, việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa và đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng ông đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp thì một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ, tướng Syrsky nói với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ bị giết trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị. Kênh Telegram Legitimate của Ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Kiev cho biết, tướng Syrsky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và tránh văn phòng Tổng thống Yermak, người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của Ukraine chỉ dưới quyền Tổng thống. Thái độ bất tuân của tướng Syrsky được cho là đã khiến ông Zelensky và ông Yermak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế cho Tổng tư lệnh Ukraine. Đầu năm nay, ông Zelensky đã bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrsky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay cho ông Valery Zaluzhny. Tướng Syrsky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3 năm 2022. Tướng Syrsky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkov vào mùa thu năm 2022, từ đó giải phóng Izium, Balaklia, Kupiansk và các thành phố khác đã rơi vào tay Nga hồi đầu chiến sự. Tướng Syrsky từng thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm tới các thị trấn mới được giải phóng. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, tướng Syrsky cũng là người chỉ huy lục quân Ukraine trong trận chiến kéo dài 10 tháng tại Bakhmut vào năm 2022-2023. Ông được cho là đã đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine. Thưa quý vị, tờ The Guardian của Anh mới đây đăng tải bài viết cho hay, tại Ukraine, ngày càng nhiều lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine, vốn đang trong tình trạng thiếu binh lính trầm trọng. Một người lính nghĩa vụ giấu tên cho biết, tôi muốn rời khỏi đất nước này, tâm trí tôi không thể chịu đựng được việc mắc kẹt ở đây thêm nữa. Tôi sẽ không trụ được lâu ở mặt trận, tôi muốn xây dựng một gia đình và khám phá thế giới, nhưng tôi chưa sẵn sàng để chiến đấu vì cái chết. Theo The Guardian, ngay cả trước khi tăng cường huy động, hơn 20.000 người dân Ukraine đã rời bỏ đất nước bất chấp những nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn quá trình này. Tờ Guardian viết, chính quyền Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn những người tìm cách rời khỏi đất nước hoặc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bằng chứng là việc sa thải các ủy viên quân sự khu vực sau khi có báo cáo cho rằng các sĩ quan đã nhận hối lộ để miễn nghĩa vụ quân sự cho nam giới. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ khi có hiệu lực. Để thực hiện việc này, người dân Ukraine phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản nghĩa vụ điện tử, qua đó cũng có thể tống đạt giấy triệu tập. Tuy nhiên, điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản đã gây phẫn nộ trong dư luận. Mặc dù vậy, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục phàn nàn về việc thiếu nhân sự. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã ký luật huy động tội phạm đang thụ án trong tù để đưa ra chiến trường. Thưa quý vị, người đứng đầu quận thành phố Kakhovka, Pavel Filipchuk mới đây cho biết trên Telegram rằng chính quyền Ukraine đang cố gắng che giấu tình hình dịch tả ở Kherson với công chúng. Ông Filipchuk viết, dịch tả tiếp tục giết chết các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine, không thể ngăn chặn được, nhưng Kiev vẫn đang tiếp tục giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra ở đây. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sando nhấn mạnh rằng sự lây lan của dịch bệnh
từ các bệnh nhân ở hữu ngạn sông Dnep do chế độ Kiev chiếm đóng sang tả ngạn là thực tế không thể xảy ra vì các liên lạc giữa các bên không được thực hiện. Trước đó, các chiến binh ngầm từ Kherson đã báo cáo về sự bùng phát của dịch bệnh, hơn 100 người phải nhập viện, ít nhất 14 người thiệt mạng. Dịch tả phát triển chủ yếu trong số quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các thành viên kháng chiến, chính quyền địa phương do lo sợ hoảng loạn nên đã tìm cách che giấu thông tin hoặc bỏ qua những trường hợp được xác định mắc bệnh tả là thương hàn. Trong một diễn biến khác, để bù đắp tổn thất trên chiến trường và thành lập các lữ đoàn mới, Ukraine cần ít nhất 200.000 quân vào cuối năm nay hoặc 50.000 quân vào mỗi quý, nhưng đã không đạt được con số này trong những tháng gần đây. Các quan chức an ninh châu Âu giấu tên chia sẻ với tờ DW của Đức. Kế hoạch huy động mới nhất hy vọng sẽ tuyển được tới 10.000 tân binh từ các nhà tù theo một đạo luật được Kiev thông qua vào tháng 5. Cho đến nay, 2.800 tù nhân của Ukraine đã nhập ngũ, tờ DW cho biết, trích dẫn số liệu từ chính phủ Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 7 cho biết, lực lượng của nước này đã kiểm soát được hai ngôi làng ở miền đông Ukraine. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, Moscow tuyên bố chiếm được các địa điểm mới của Ukraine. Tuy nhiên, các tuyên bố của quân đội Ukraine, ít nhất là một phần, đã phủ nhận lời khẳng định của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng, lực lượng của họ đã kiểm soát được khu định cư Stepova Novoselivka ở vùng Kharkov và Novopokrovsk ở vùng Donetsk. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong một báo cáo buổi tối cho biết, quân đội của họ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công ở khu vực Kupiansk gần Kharkov, bao gồm cả Stepova Novoselivka. Họ cho biết giao tranh đang diễn ra gần Sinkivka, xa hơn về phía Tây. Nga đã công bố một loạt các thành quả đạt được kể từ khi chiếm được thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk vào tháng 2 năm nay. Khu vực Donetsk và Kharkov vẫn là điểm trọng tâm dọc theo tuyến đầu dài 1.000 km ở phía đông và phía nam Ukraine. Quân đội Ukraine trước đó cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần hai thị trấn ở vùng Donetsk, Novoalexandrivka và Spin một ngày sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát chúng. Bản tin buổi tối cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn gần cả hai địa phương này. Bản báo cáo buổi tối xác định mặt trận Pokrov là chiến trường diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất. 44 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi trong vòng 24 giờ, với 14 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Quân đội cho biết Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự dọc biên giới từ khu vực Chernihiv và Sumy phía bắc Ukraine, đồng thời nói thêm rằng lực lượng của Moscow đang tăng cường mật độ bãi mìn và tiến hành các hoạt động phá hoại. Khu vực đó đang được giám sát chặt chẽ để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang có kế hoạch mở một mặt trận mới nhằm gây sức ép lên lực lượng phòng thủ ít hơn của Ukraine. Nga đã phát động một cuộc tấn công vào các khu vực biên giới của vùng Kharkov ở Đông Bắc vào tháng 5, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến ở Ukraine. Báo cáo mới nhất của Ukraine cho biết quân đội Kiev đã kiểm soát khu vực này và đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga gần 3 thị trấn, bao gồm Vovchansk, cách biên giới 5 km. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Rodolivka ở vùng Donetsk. Phía Nga cho biết, lực lượng Nga đã giành được vị trí thuận lợi sau khi đẩy lùi đối thủ khỏi làng Rodolivka. Khu định cư này chỉ cách thành phố Bakhmut khoảng 20 km. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 18 UAV được Ukraine triển khai trong vòng 24 giờ qua. Tại mặt trận phía Bắc, Nga đã tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và khiến đối thủ chịu tổn thất lớn ở Kharkov. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc phá hủy một trung tâm liên lạc không gian của Nga tại Crimea. Truyền thông Ukraine tiết lộ, trung tâm này là nơi đặt các phương tiện dẫn đường và liên lạc vệ tinh quan trọng của Moscow. Trong khi đó, theo tờ Kiev Independent, trong ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Belarus đã thông báo về việc tăng cường an ninh biên giới sau khi một sự cố xảy ra tại khu vực giáp Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, chúng tôi đang phối hợp cùng lực lượng biên phòng để tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia. Truyền thông địa phương cho biết, một đơn vị pháo phản lực hạng nặng Polonez đã được điều động đến biên giới giáp với Ukraine. Chỉ huy của đơn vị này nói rằng họ có nhiệm vụ bắn hạ mọi nguy cơ trong phạm vi được chỉ định. Vào ngày 26 tháng 6, lực lượng biên phòng Belarus đã bắn rơi một UAV di chuyển từ Ukraine vào không phận Belarus.
Báo cáo điều tra ban đầu cho thấy UAV này thuộc về Binh đoàn Tình nguyện Nga RVC, một nhóm dân quân ủng hộ Ukraine. Chính phủ Ukraine không đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng từng khẳng định rằng các nhóm dân quân như Binh đoàn Tình nguyện Nga không hoạt động theo lệnh của Kiev. Thưa quý vị, tờ The Guardian của Anh mới đây đăng tải bài viết cho hay, tại Ukraine, ngày càng nhiều lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine, vốn đang trong tình trạng thiếu binh lính trầm trọng. Một người lính nghĩa vụ giấu tên cho biết, tôi muốn rời khỏi đất nước này, tâm trí tôi không thể chịu đựng được việc mắc kẹt ở đây thêm nữa. Tôi sẽ không trụ được lâu ở mặt trận, tôi muốn xây dựng một gia đình và khám phá thế giới, nhưng tôi chưa sẵn sàng để chiến đấu vì cái chết. Theo The Guardian, ngay cả trước khi tăng cường huy động, hơn 20.000 người dân Ukraine đã rời bỏ đất nước bất chấp những nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn quá trình này. The Guardian viết, chính quyền Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn những người tìm cách rời khỏi đất nước hoặc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bằng chứng là việc sa thải các ủy viên quân sự khu vực sau khi có báo cáo cho rằng các sĩ quan đã nhận hối lộ để miễn nghĩa vụ quân sự cho nam giới. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ khi có hiệu lực. Để thực hiện việc này, người dân Ukraine phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản nghĩa vụ điện tử, qua đó cũng có thể tống đạt giấy triệu tập. Tuy nhiên, điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản đã gây phẫn nộ trong dư luận. Mặc dù vậy, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục phàn nàn về việc thiếu nhân sự. Trong bối cảnh đó, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã ký luật huy động tội phạm đang thụ án trong tù để đưa ra chiến trường.